cho nhỏ thì cho nhỏ thì cao 40 nhá. Giá của bộ tam đa này 2.400.000 nhá, 2.400.000 đồng. Giá của bộ này là 2.400.000 đồng ạ. Em ngồi xin xin em book đi em. À anh Tấn Lực ạ. À. Vâng ạ. Em chào anh Tấn Lực. Anh Tấn Lực nếu chốt ông Quan Công thì cứ cho em số điện thoại, lát em sẽ gọi điện và gửi hình ảnh lại cho anh ạ. Anh cho em xin số điện thoại nha anh Tấn Lực. Qua số út đi ạ. Ô cái bút vào đây của em đâu anh ấy ơi. Ờ cầm để cho nó cầm để cho nó cầm tượng để cho nó thêm phần sống động ạ. Chứ cho vào bàn thì đấy. Anh Tấn Lực cho em xin lại số điện thoại nhá. Đây ạ, giá của bao tam đa này là 1.400.000 đồng ạ. À nhầm 2.400.000 đồng ạ. Anh Phạm Tùng chốt 2.200.000 ạ. 1.300.000. Quan Công giá sao? Quan Công 1.350.000 đồng nhá. Quan Công là 1.350.000 đồng ạ. Gỗ mun ạ. Có anh... bác nào chốt tam đa để lại số điện thoại nhá. Anh Phạm Tùng ạ. Em bán đúng giá nha anh Phạm Tùng. Shop không mặc cả nhá. Ngày nghỉ Tết là anh Phạm Tùng chốt bộ này thì để lại số điện thoại cho em ạ. Xin chào làm vui nhá. Xin chào 60 người đang xem nhá. Em chào 60 người đang xem, mọi người chia sẻ bài giúp em ạ để mua được về giá buôn ạ. Được anh lấy nhiều về cửa hàng. Thì có gì thì anh để lại số điện thoại, em sẽ liên lạc với anh thì sau buổi livestream ngày mai nhân viên sẽ điện trực tiếp đến cho anh nhá. Anh Phạm Tùng để lại số điện thoại cho em ạ. Lát em sẽ inbox cho anh. Anh Phạm Tùng để lại số điện thoại cho em nhá. Quan Công cao bao nhiêu ạ? Quan Công Quan Công cao 30 nhá.